Trong chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của ngành y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, bệnh viện còn nhiều khó khăn, trong khi đây là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Khánh Hòa và khu vực. Do đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh, bệnh viện phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực cao nhất với tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền, đề cao sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thủ tướng mong cán bộ, công nhân viên bệnh viện vừa học vừa làm, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn để xây dựng lý luận, cố gắng dành thời gian sơ kết những vấn đề nổi lên đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhất là tìm ra các quy định trong chính sách về y tế còn vướng mắc. Thủ tướng nhấn mạnh, vừa qua chúng ta đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc về mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Sau hậu quả đại dịch COVID-19, chúng ta mới thấy vấn đề này bộc lộ nhiều bất cập. Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương đang nỗ lực giải quyết, từng bước cải thiện, nhưng rõ ràng vẫn còn vướng mắc. Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa cùng bệnh viện nỗ lực giải quyết, đề nghị Bộ trưởng Y tế rà soát những loại thuốc gì cần phải gia hạn thì gia hạn ngay, cái gì cần cấp giấy phép mới thì phải cấp ngay. Các cấp, các ngành liên quan việc mua sắm này cũng phải rà soát, làm ngay các việc cần thiết. Khi chưa có cơ quan giám sát giá bán của nhà thầu, Thủ tướng đề nghị hướng dẫn cách làm thống nhất cho các bệnh viện. Trong quá trình này, phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, không để tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và sinh phẩm. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị nêu cao tinh thần, tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Do đó, các bộ ngành cũng phải hướng dẫn để các bệnh viện yên tâm, thực hiện đúng quy định, tránh tâm lý sợ sai và e dè. Tức là làm sao kế thừa và phát huy cái cũ lên. Đến bệnh viện đây rồi thì phải kế thừa cái, bao giờ lâm sàng là thế mà. Đó. Phải kế thừa cái cũ. Rồi kế thừa cái cũ mà tốt thì mình tiếp tục kế thừa. Mà kế thừa cái cũ mà nó không phù hợp thì phải giải thích cho bệnh nhân. Và lại phải theo cái phác đồ điều trị này. Như vậy là phải đáp ứng một số cái sinh phẩm, rồi thuốc mà có thể kế thừa cái phác đồ điều trị của họ. Để cho họ là không phải đi mua bên ngoài, họ không phải đi chạy bên ngoài vào bệnh viện rồi mà là vẫn phải đi mua thuốc bên ngoài. Thế thì là không được. Về thuốc điều trị, qua thăm hỏi bệnh nhân ngẫu nhiên, Thủ tướng vui mừng nhận thấy hầu hết bệnh viện đáp ứng được. Nhưng khi bệnh nhân muốn đến bệnh viện điều trị theo phác đồ đang điều trị ở bên ngoài, lúc này bệnh viện cần có thuốc để đáp ứng, kế thừa phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Nếu áp dụng phác đồ mới thì phải có đủ thuốc, phải giải thích rõ cho bệnh nhân. Thủ tướng yêu cầu bệnh viện phải nghiên cứu kỹ, đáp ứng cao nhất nhu cầu về thuốc chữa bệnh, hạn chế tối đa việc bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc trong khi điều trị trong bệnh viện. Nhà thuốc của bệnh viện phải đáp ứng cơ bản cho người bệnh đến bệnh viện. Do đó, chúng ta phải khắc phục công tác đấu thầu thuốc. Thủ tướng lưu ý, bệnh viện quan tâm những gia đình bệnh nhân còn khó khăn, quan tâm việc người nhà bệnh nhân lưu trú trong thời gian chăm sóc bệnh nhân, nỗ lực cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh để người nhà bệnh nhân yên tâm, ít phải đến chăm sóc để giảm quá tải. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành quy định để tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh theo yêu cầu, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.